Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng tháng 5 âm lịch 2024, may mắn ngập trời, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, đến thời đổi vận, bề trên ban cho lộc lớn, nằm trên đống tiền, tắm trong biển vàng, giàu không tàn nổi, khiến thiên hạ đỏ mắt ghen tị. Tân Hợi tuổi Thủy mạng Kim, mạng xanh cho tuổi như chim có bảy, hiền lành lòng dạ thẳng ngay, cuộc đời ít bị đổi thay phũ phàng, tuổi xuân duyên nợ trái ngang, nhưng rồi cũng tạo ra căn vững bền. Trung thời sự nghiệp đi lên, việc làm ổn định bạc tiền cầm tay, số người cũng được gặp may, hậu lai phú túc hưởng ngày an vui, giáp thìn có hên có xui, làm lành lánh giữ đầy lùi nạn tai. Vâng, thưa quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi thân mến, khi gặp khổ cực khó khăn ta thường nói rằng, đời quả thực không như mơ, thế nhưng trên thực tế, đời nhiều khi còn đẹp hơn mơ, mà có nằm mơ đôi khi con người ta cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng đẹp tuyệt vời đến thế. Và khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp thấy rằng, trong tháng 5 âm lịch tới đây, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ được đi vào giấc mơ, đổi vận đổi đời, nằm trên đống tiền, vàng rơi trúng đầu. Dù cuộc sống trước kia có gian khổ thiếu thốn như thế nào không cần biết, nhưng đúng tháng 5 âm lịch 2024 tới, thì người cầm tinh khuyên dưỡng chi chư sẽ gặp được nhiều vận may, thần tài đập tiền thẳng mặt, muốn thoát kiếp giàu sang phú quý cũng khó. Vậy thì cuộc đời tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 5 âm lịch tới là tốt hay xấu, giàu có và thành công hơn người hay lại nghèo nên trắng tay? Cụ thể những điều này sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay trong video này. Xin mời quý vị và cô bác anh chị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Tổng quan về tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Thưa quý vị, người tuổi Tân Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực, luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Người tuổi này tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc sức hết mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Bản mệnh an phận, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng thì họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Bởi vậy nên họ được mọi người yêu mến và luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời, tuổi này luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể là mình bị thiệt hại. Người tuổi Tân Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi cọ. Mỗi lần nảy sinh tranh chấp thì họ thường nhường một bước để mâu thuẫn mau chóng kết thúc. Vì họ cố gắng sống hòa nhã, lại không có tính bợ đỡ lấy lòng, giành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự hay than thở những đắng cay, khổ cực và với một tấm lòng hiền từ, bao dung, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Dù bạn gây ra lỗi lầm, họ cũng sẽ không tỏ ý trách cứ mà sẽ dốc sức giúp đỡ bạn, thậm chí còn nhờ cả người khác, đồn đáo khắp nơi giúp bạn giải quyết khó khăn nữa. Ở bên họ, bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Bạn cứ tin rằng, với những người tuổi Hợi thì mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa.
người tuổi Tân Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài, dù không lấy đó là mục đích chính. Họ ưa thích các buổi tụ họp, tổ chức những buổi kỷ niệm, chúc mừng, ngày lễ, ngày Tết hay chủ trì các buổi xã hội. Họ vui lòng tham gia các loại tổ chức, câu lạc bộ, hội nhóm, vân vân. Phụ nữ tuổi này là người dịu dàng, mềm mỏng. Họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp. Ngoài ra, họ còn có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính. Họ sẽ tiếp đón bạn bè của chồng một cách chu đáo, chẳng hề ngại ngần hay thấy phiền phức, thậm chí lấy đó làm vui. Họ xuất hiện ở đâu thì nơi đó lập tức trở nên nhộn nhịp, nhưng như thế không có nghĩa là họ không biết oán thán, nhưng khi oán thán cũng vẫn rất đỗi ôn hòa. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Tân Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người này, dù là nam hay nữ, thì đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư, thoải mái, làm những điều mình thích mà không cần phải đắn đo và suy nghĩ. Bản mệnh thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ như là ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm, vân vân. Không ít những người tuổi Tân Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Tân Hợi. Sang tháng 5 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Hợi có xu hướng khởi sắc rõ rệt, ví như màn mây đen, u ám, xám xịt được thay thế bằng ánh mặt trời chói rọi, mưu sự dễ thành, tranh thủ nắm bắt cơ hội để thành công vượt trội. Trong tháng có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tăng lương, bạn mạnh dạn đề xuất tỷ lệ thành công khá là cao đấy. Tài vận có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhất là thứ tài, nguồn thu nhập bạn có được phần lớn nhờ vào việc kinh doanh, buôn bán và đầu tư bên ngoài, chứ không phải là từ công việc chính. Tuy nhiên vẫn cần chú ý đến hiện tượng phá tài. Xem tình duyên, tháng có thiên dương ảnh hưởng, vận trình tình cảm có tiến triển mới, nhưng vẫn cần dành nhiều thời gian để đôi bên bồi dưỡng tình cảm, nóng vội sẽ hỏng chuyện. Vợ chồng hòa hợp, có thể đón tin vui về chuyện con cái, như sinh thêm cháu, con cái thì thi cử đỗ đạt, đi du học, cưới hỏi, vân vân. Sức khỏe tuổi Tân Hợi bình ổn, không có gì đáng lo ngại, chú ý một số vấn đề về mắt là được, đồng thời theo dõi thường xuyên thể trạng để chủ động nếu có tình huống bất ngờ phát sinh. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Tân Hợi, có Thái Dương cát tinh chiếu rọi, công việc tiến triển thuận lợi, cầu công danh, sự nghiệp trong tháng được toại nguyện. Kỳ thổ lâm quan ở Hợi, báo hiệu công danh sán lạn, có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để khẳng định tài năng, thăng lên vị trí cao hơn, nắm quyền hành đích thực trong tay. Thời điểm này, những chú heo có tinh thần làm việc hăng say, bất kể khó khăn hay trở lực nào, bạn đều đảm nhiệm một cách vui vẻ. Tinh thần làm việc ấy giúp bạn vượt qua thử thách lớn để tiến tới thành công nhanh hơn. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm phù hợp để đề xuất tăng lương, tỷ lệ thành công là khá cao. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, tài vận của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu chuyển biến tích cực, thứ tài khởi vượng hơn chính tài, báo hiệu những vận may tài chính sẽ đến với bạn. Tình hình đầu tư kinh doanh trong tháng khởi sắc rõ rệt, đa số thu nhập của bạn có được là từ nguồn bên ngoài, chứ không phải là từ công việc chính. Nhìn chung là tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải nghĩ ngợi, có điều, dấu hiệu tiểu nhân thừa nước đục thả câu khá rõ. Chúng giở trò su nịnh, nhằm tiếp cận rồi lấy lòng tin và cuối cùng là phục vụ mục đích chiếm lấy tiền trong túi của bạn. Vậy nên cần hết sức thận trọng trong đầu tư, kinh doanh, đừng có để bị kẻ xấu lừa đảo. Xem tử vi phong thủy và phi tinh tháng có bát bạch chủ tài lộc, đồng cung ở hướng đông nam. Đây được coi là khu vực vượng tài khí. Nếu được kích hoạt, phong thủy đúng cách sẽ dễ dàng thu hút tài lộc vào nhà. Tuổi Tân Hợi có thể đặt một vài đồng tiền xu, hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chia dụ tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Theo dõi tử vi hàng tháng cho thấy, bước sang tháng 5 âm lịch này, tình cảm của người tuổi Tân Hợi có sự tiến triển vượt bậc, ngũ hành tương hợp, nhân duyên hài hòa, tình yêu dễ dàng thăng hoa. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, đây là cơ hội hiếm có để người cô đơn tìm kiếm nửa kia đích thực cho mình. Nhân duyên khởi vượng, yếu tố thiên thời địa lợi được đáp ứng, giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự chủ động và quyết định dứt khoát của bạn mà thôi.
các cặp vợ chồng ngày càng gắn bó, hòa hợp, một số gia đình còn đón hỷ sự, có thêm thành viên, có thể kể đến như con cái kết hôn hoặc có thêm cháu, hay con cái đỗ đạt, học hành, thi cử thuận lợi. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tử vi 12 con giáp cho hay, sang tháng 5 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi được cải thiện đáng kể. Nếu vừa trải qua đợt phẫu thuật hay phục hồi sau ốm, thì mọi thứ tiến triển thuận lợi, thể lực nhanh chóng được khôi phục. Tuy nhiên, một số bản mệnh có thể gặp vấn đề về mắt, đặc biệt là mắt phải, hết sức lưu ý bảo vệ mắt trong khi lao động, hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra, có thể gây đau nhức nghiêm trọng, còn có thể mù lòa nữa. Ngoài bản thân, bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của người thân trong gia đình. Nếu thấy dấu hiệu lạ, thì cần đi khám sớm để kịp thời chữa trị. Sau đây, mời quý vị theo dõi về chi tiết vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 5 âm lịch 2024. Tử vi tuần đầu tháng 5 âm lịch chỉ ra rằng, nhờ sự che chở của thực thần, nên tài khí của người tuổi Tân Hợi hiện tại đang rất thịnh. Bạn nên lập kế hoạch tiết kiệm ngay từ bây giờ, trước khi tiền bạc không cánh mà bay. Các vấn đề tiền bạc luôn là nguồn gốc của sự tự tin, vì khi bạn cảm thấy rằng mình có tiền, thì trong bạn cũng có cảm giác tự hào về bản thân hơn. Nếu là người làm công ăn lương, thì rất khó tìm cách để cải thiện tình hình thu nhập hiện tại. Thế nên, bạn hãy học hỏi thêm về đầu tư, các cách thức sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả, để gia tăng tài sản của mình một cách hợp lý nhất. Có thể bạn sẽ hơi thất vọng vì không thể tự do mua sắm, nhưng khoan vội buồn vì đây chắc chắn là nền tảng tốt để bạn cảm thấy tự tin hơn khi nghĩ tới tương lai. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn 7, 8, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tị. Tử vi tuần thứ hai, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 5 âm lịch 2024. Tử vi tuần theo lịch vạn niên, đây sẽ là một tuần đầy thú vị đối với người tuổi Tân Hợi, bởi một số sự việc bắt buộc bạn phải thay đổi và đưa ra quyết định táo bạo với sự thúc đẩy của chính quan. Các cơ hội để phát triển sự nghiệp khá là rõ ràng, yêu cầu bạn phải tập trung và nhanh nhạy nắm bắt lấy chúng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý hơn vào tài khoản ngân hàng của mình. Bạn đã chi tiêu khá phung phí trong thời gian qua, nên lúc này bạn phải tiết kiệm hết mức có thể. Nhờ tam hội cục, nên đường tình duyên của bản mệnh cũng đang trên đà khởi sắc, đào hoa nở rộ, dấu hiệu cho thấy tin vui sắp về. Người tuổi Tân Hợi hãy nhìn kỹ vào mối quan hệ của mình, tự hỏi trái tim để thấy rằng mình cần phải làm gì sắp tới để giữ chân hạnh phúc lại ở bên. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn 4, 8, màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ Thân, Mùi. Tử vi tuần thứ ba, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 5 âm lịch 2024. Chính tài soi đường cho người tuổi Tân Hợi tăng thu nhập trong thời gian ngắn. Lúc này, tiền bạc không phải là vấn đề khiến bạn lo lắng gì, dù có khó khăn thì cũng có người thân ra tay giúp sức. Có nhiều nguồn thu về trong tuần, thiên tài nâng đỡ, nên người tuổi Tân Hợi hãy cứ tự tin. Có thể nói lúc này bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về mặt tài chính, miễn là bạn không vung tay quá chán, có khi bạn còn có thể tích trữ được một khoản đáng kể đấy. Có khá nhiều món đồ trong nhà đang cần bạn thay thế, bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều. Vì thế hãy mua sắm những vật dụng cơ bản trước, chớ vội, dùng tiền cho đồ xa xỉ, lâu lâu mà bạn mới dùng một lần. Nhân tuần ngũ hành tương sinh sẽ rất thuận lợi cho những kế hoạch mới, không cần phải làm việc gì quá to lớn, điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm cho bản thân chính là tập thể dục để hạn chế nguy cơ bệnh tật, chỉ tập 30 phút 5 giây ngày mỗi tuần là đủ để tăng cường sức khỏe. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn 8, 9, màu sắc cát tường nâu, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Tỵ. Tử vi tuần cuối, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 5 âm lịch 2024. Tuần cuối tháng này, người tuổi Tân Hợi được thiên ấn ủng hộ, nên công danh, sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, mọi thứ trở nên hanh thông, thuận lợi, khó khăn đều được giải quyết dễ dàng, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trên con đường tìm kiếm công danh. Thời gian này,
bạn còn có thể sẽ có những buổi hẹn khá quan trọng với những người mà bạn ngưỡng mộ. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là người trong cùng lĩnh vực, giúp ích cho công việc tương lai sau này. Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính ổn định, bạn gần như không gặp vấn đề nào về việc chi tiêu ở thời điểm hiện tại. Ngũ hành tương sinh cũng giúp tình cảm đôi lứa thêm bền chặt, con giáp này đủ tâm lý và tinh tế để nhận ra khi nào đối phương cần được an ủi và vỗ về nhất. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, tím nhạt, hồng, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong bị chê vì cách thức thực hiện thì vội tức giận bảo, đã thấy tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng rằng mình làm điều tốt hay điều xấu sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra, nếu không làm điều tốt, không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thù ác, hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngáng đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy, vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng chính thái độ thờ ơ đó mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn cũng đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự, những người chỉ biết nghĩ đến mình và nghĩ ai cũng chống lại họ, thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá vì ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không, hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình. Mặc kệ việc người đời phán xét, nếu còn những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm, chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, Ngài luôn bắt đầu trò chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.